đại bồ tát lấy sự không hành không đắc không nói không chỉ như thế làm vô sở đắc chính cái vô sở đắc ấy gọi là ly xanh này thiện hiện đó gọi là xanh và ly xanh của đại bồ tát đại bồ tát chứng nhập bậc chánh tánh ly xanh rồi viên mãn tất cả tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí đại bồ tát ấy còn chẳng theo thế lực của định mà xanh uống là theo thế lực phiền não như tham vân vân đại bồ tát ấy nếu an trụ trong đây mà tạo tác các nghiệp và do thế lực của nghiệp sanh bốn tịnh lự lưu chuyển trong các thú là điều không có Đại Bồ Tát ấy tuy an trụ trong các nhóm hành như huyễn, làm các điều lợi ích như thật cho các hữu tình nhưng chẳng đắc huyễn và các hữu tình. Đại Bồ Tát ấy khi đối với các việc vô sở đắc như thế, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân mầu nhiệm, độ vô lượng chúng sanh. Này thiện hiện như thế, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có thể mau viên mãn tịnh tịnh ba la mật đa vô tướng do tịnh lự ba la mật đa mau viên mãn này nên chóng chứng tác quả vị giác ngộ cao tột chuyển pháp luân màu nhiệm độ vô lượng chúng sanh pháp luân như thế gọi là vô sở đắc cũng gọi là không vô tướng vô nguyện có khả năng làm lợi ích vô cùng cho các hữu tình. Lại nữa thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong năm thủ ẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như việc biến hóa, viên mãn bát nhã ba la mật đa. Đại bồ tát ấy như thật rõ biết tất cả pháp đều như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như sự biến hóa rồi, có thể viên mãn bát nhã ba la mật đa vô tướng. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát như thật rõ biết tất cả Pháp đều như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như sự biến hóa, phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy mộng chẳng thấy người thấy mộng chẳng nghe tiếng vang chẳng thấy người nghe tiếng vang chẳng thấy ảnh tượng chẳng thấy người thấy ảnh tượng chẳng thấy bóng sáng chẳng thấy người thấy bóng sáng chẳng thấy bóng nắng chẳng thấy người thấy bóng nắng chẳng thấy trò huyễn chẳng thấy người thấy trò huyễn chẳng thấy ảo thành chẳng thấy người thấy ảo thành chẳng thấy việc biến hóa chẳng thấy người thấy việc biến hóa, vì sao? Vì mộng và người thấy mộng, tiếng vang và người nghe tiếng vang, ảnh tượng và người thấy ảnh tượng, bóng sáng và người thấy bóng sáng, bóng nắng và người thấy bóng nắng, trò huyễn và người thấy trò huyễn, ảo thành và người thấy ảo thành, việc biến hóa và người thấy việc biến hóa đều là sự chấp trước điên đảo của phàm phu ngu si.